Thế luôn. Trời ơi. Tại em cái quần nó nát lắm. Không sao, quần jean không sao đâu. Trời ơi. Tát chưa mọi người. Đáng một miếng đi, đáng một miếng đi, đáng một miếng đi. Rồi, này nè. Với tính năng EKYC xác thực hình ảnh pickable cho bạn smart thật sẽ chi thật. Thử thách 3, chân ai dài hơn. Trên sàn là các mức, kèm theo là các thử thách tương ứng. Mỗi người lần lượt thực hiện động tác xoạc chân, mũi chân vươn tới đâu thì nhận lấy thử thách tương ứng với mức đó. Càng xa điểm xuất phát, thử thách càng nhẹ nhàng. Trong 6 thử thách thì có 3 phần thưởng, ai nhận được phần thưởng nhiều hơn là người chiến thắng. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Daeju. Và bây giờ sẽ là trận chiến cuối cùng với một cái đường đua mà chúng tôi sẽ phải tận dụng được những cái ưu thế về ngoại hình của mình, đặc biệt là cặp chân dài của MC và khách mời. Trước mặt chúng ta đó chính là những cái thử thách nằm trong những chiếc ly. Và để có được những thử thách này, mình phải gặt hái bằng chính đôi chân. Mình xoạc làm sao mà nó dài nhất có thể. Và ban biên tập có lưu ý rằng là cái nào mà càng gần thì càng khó, mình cố gắng dài nhất có thể cho nó dễ dễ chứ. Em sẽ cố hết sức. Quả đầu tiên xem ai thì trước. 1, 2, 3. Em thắng thì trước. Dạ rồi, ok. Mời em. Dạ. Trời, đứng yên nha. Đứng yên sao được anh? Phải đứng yên đi. Chứ em chọc gì là đâu có sức được. Em đứng được. Rồi, em đứng tay. Đó, xoay đi. Đúng rồi. Trời, dài vậy. Trời. Ê, em tới mức này luôn hả? Dạ. Nghỉ chơi. Ô, nãy ai vẽ mức này à? Trời, con bé biên tập cao 1m. Vậy rồi, thầy nha anh. Em mời em. Thử một cái bánh mọi người ơi. Trời ơi, vô đúng năng khiếu của em luôn. Chị biết em sáng giờ bị hành hạ dữ quá mệt cho em bánh nè. Hay thiệt chứ, hay quá vậy ta. Đây, thử em cái bánh. Một cái bánh, em được ăn hết luôn. Trời ơi, này là một nùi bánh đây em, lát chia sẻ nha. Vậy để lát em ăn. Tới anh. Cái động tác đó là cái động tác đem về cho con. Và bây giờ sẽ là phần xoạc của MC. Xoạc. Hey. Mình lấy cái kia, em không okay. Cái kia là anh lấy được rồi. Đâu. Em lấy ra đi, cái nào xong rồi lấy ra. Em đầu tiên đó, em ăn được cái bánh. Ừ, em cũng đang đau lắm luôn anh. Trời, mới tí chết rồi, quên khởi động em ơi. Hợp bể hả anh? Nó rác lắm. Nó khó nấu mọi người. Vừa ngồi xuống. Thưởng một ly nước bất kỳ. Yeah. Ly quá trời. Em muốn cái còn lại là viên men lắm á. Này, mời em uống trước. Thôi, phần thưởng của anh uống đi anh. Thôi, giỡn hoài, uống đi. Không sao, mấy đầu hãng hồi nãy có giữ giúp anh uống đi. Hả? À, đau không? Dạ mẹ, con đau họng con uống đá không được nên phải uống đi ạ. Dạ. Cảm ơn anh. Ừ. Dạ. Em xin phép uống với mọi người. Mời uống nha. Đó, nói quá. Đó, rồi, nạp năng lượng đi. Tiếp. Kính thưa quý vị, và bây giờ thử thách đã được cập nhật độ khó cao hơn chút xíu. Tất cả những thử thách còn lại nằm trên những chiếc ly đã được di chuyển xa hơn, mà hình như cái vạch đích nó đã mọc chân, nó di chuyển xa hơn. Trời ơi, xoạc đi em. Lên. Em xin phép được bắt đầu nha mọi người. Đáng lên. Trời ơi. Tại em cái quần nó nát lắm. Sao quần jean không sao đâu. Trời ơi. Tát chưa mọi người. Đáng một miếng đi, đáng một miếng đi. Đáng một miếng đi. Rồi, này nè. Cái này chứ em đi hơi hèn quá. Mời em. Yeah. Giỏi. Gì vậy? Ăn nửa trái chanh. Nope. Ly nước này mới nước chanh luôn. Ly nước này mới nước chanh luôn. Chỉ còn một lát thôi phải không mọi người? Nửa trái là hai lát á. À cái gì? Ráng đi. Hai mình đọc cái cổng cổ. Thôi, đừng mời nữa. Hồi nãy tôi mời nước rồi. Đừng mời tôi nữa. Anh nói đau học đúng không? Đau học ngậm chanh rất là tốt luôn. Anh nói thiệt thà. Ăn đi anh, tự nhiên. Ngồi đó. Chấm nha, hai anh chị anh em mình vô nha. Vô, 1, 2, 3 vô, nuốt luôn. Hả? Ngon mùa. Quế đậm đà. Chanh đầu mùa. Ngọt ơi là ngọt luôn. Ngọt mà ướt miếng luôn. Không phải biết khác luôn. Ngọt ăn ha, ngọt ha. Đúng rồi, reviewer có khác. Có giờ vô quán nào ăn dở rồi dở một khen ngon hơn không? Không. Trời là chua chết luôn, sao nó ngọt trời.
Trời ơi, em nghĩ hồi biết là mấy món này nó ngon tẩm đường rồi, anh kỳ lắm, có hồ theo em hiểu chưa? Không hồ được, không thật, bản thân lắm. Review là phải chân thật nha. Tôi nhắn nhủ với tất cả những bạn reviewer, review là phải chân thật, phải trung thực, phải giữ đúng sự thật. Đúng rồi, ngọt không anh? Chua. Anh vừa mới thấy một động tác của anh gặp đẩy cái mà khó nhất, nó nằm ở đây, nó đẩy vô giữa. Để tôi được anh, mình sẽ né này ra. Vậy anh lấy cái này đi anh. Ừ, anh sẽ ráng lấy cái cào nhất. Lên lên, cố lên. Hơi phải chết rồi, hình như không muốn được tới lắm luôn á. Thôi tới đây thôi, tới đây thôi. Đừng, đừng. Ủa là anh nhượng cho em hả? Ừ, ừ. Nhưng mà tiếng này thấy đi xa mà mọi người. Hay. Ra một thử thách dành cho đối phương. Ra một thử thách dành cho đối phương. Hả? Thời tới rồi em ơi. Chuyện này thấy làm ít dữ nhiều mọi người ơi, mọi người. Thử thách hả? Dành cho Phương Min nè. À, để anh mới chơi anh biên tập á, anh làm đó ép quá. Anh ít nhất anh phải làm cái nào nhẹ nhàng thôi nha anh. Rồi rồi, phải tích đức chứ. Đây, thử thách có rồi. Bánh này của em đây dành cho ăn đúng không? Đúng rồi ạ. Thử thách như sao? Ăn bánh, không được dùng tay nha. Ngẩng cao lên. Rồi, ăn cho bằng được cái bánh đó. Ủa, alo. Alo, quý vị ăn đi. Đúng rồi. Thì quá mà nó dướng vô hàng mi rồi. Trời ơi, mi dài quá chiếu mấy. Bởi vậy nó dướng quá rồi, nó dính vô mắt cả cá. Thật ra. Anh để gần không cho em được không? Ai biết để trán là nó dễ cố định chứ, không lẽ để mũi. Anh để đây đi. Rồi, đó. Nhích nhích, ôi tùm lắc mạnh quá, nó gian nữa. Thấy rồi. Thấy rồi. Ở dưới vậy, thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Mày chắc mày phải rồi, nó phẳng rồi, lúc này nó nhẹ hơn nữa. Nó chỉ nó hơn. Ừ, nó đốt, nhanh 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 nhanh. Ừ, nhanh nhanh nhanh. Ừ, nhanh nhanh nhanh. Từ từ, anh sắp được. Ừ, nhanh 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 nhanh. Ừ, nhanh 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 nhanh. Ừ, nhanh 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 nhanh nhanh. Nếu bây giờ không tới được mà thua luôn, hay là mình sẽ kéo cái giờ đó được ta? Thì đương nhiên em lấy cái này, anh không cần phải làm cái cuối nữa, cái cuối của anh. Đáng lên, đáng lên. Đáng lên, đáng lên. Rồi. Anh ơi, đáng không lên được nữa chân. Còn ok, rồi cái này của em hàng, anh ơi. Rồi, lên đây. Ta-da. Gọi điện mượn tiền mua iPhone 14. Hả? Trời ơi là trời. Internet rồi gọi cho nhỏ em của em chắc được anh. Mượn ai cũng được đúng không anh? Mượn có cần anh cung cấp số điện thoại không? Ai vậy? Dạ biết anh chưa? Trời. Trời ơi là trời. Alo, nghe được không vậy? Alo. Alo, alo nghe chưa? Dạ, dạ nghe rồi, nghe rồi. Trời ơi, biết sao không? Anh biết là vụ iPhone 14 mới ra đúng không? Dạ đúng. Em mua chưa? Chưa. À, nếu em chưa mua vậy có tiền chị mượn mua được không? Hả, là sao? Là để mượn tiền đó là sao? Là sao bà? Cái mượn tiền, cái từ mượn tiền cái nghe không rõ hay sao á? Ủa chị giàu mà chị nói gì vậy? Hả? Em nữa. Không có, em đừng có đặt tiền chị, không có. Em nói thiệt, không cho chị mượn không? Khoảng 40 thôi, chỉ có 10 triệu sẵn thôi, chị mượn 40 thôi. Chị mua một ta đỡ 50 quá được không em? 40 hả? Rồi chị mua, rồi chị chồng chị có mua không? Để em đưa luôn lần. Chồng chị có mua không? Để em đưa luôn lần. Cũng được, cái phần chị là chị mượn nha, còn cái phần mà em đưa chồng chị là em cho chồng chị đúng không? Cái này là cái phần là em đặt cọc là hai đứa con của chị. Ủa hai đứa con của chị chỉ đang khai cái điện thoại thôi sao? Thì em được chọn một trong hai làm con dâu của em thì chắc là em sẽ cho chị một số tiền này, còn nếu mà không được thì thôi. Ủa thôi, hai đứa con gì mà nghĩ sao mà đi gãy thì có thằng ghé hai cái điện thoại không được. Cái này thôi mượn ra mượn đi em ơi, không có tính gì được. Sao vậy trời? Ủa chứ chị nghĩ em cho em cho chị mượn không vậy được sao? Chứ em muốn thì sao? Ok, tình em chị. Nhưng mà hai đứa con, em thấy con chị cũng đâu có đến nổi đâu. Mỗi đứa có 50, em thấy tội nghiệp cho chị, tội nghiệp cho nó không? Chị sao quá chị ơi. Em mới là sao quá. Trả giá quá coi, em quá. Trời em không có dâu mà em trả giá kiểu đó là thấy tương lai con. Con nuôi con chị vậy? Con chị bắt chị bắt con vậy? Ủa con chị cũng phải làm trâu làm bò cho em chứ phải nuôi không đâu em. Sao? Ủa không, bây giờ mượn tiền. Bây giờ mình mượn tiền. Ok, con rủ tính sao bây giờ chị mượn tiền nè. Giờ hai rồi giờ 100 ha. 100 triệu hả? Ừ, được, liền nha, chị đang có cửa tiệm điện thoại di động luôn rồi. Hả? Chị đang có cửa tiệm điện thoại di động luôn rồi, em bắn tiền rồi cho chị đi, nó không chị mua không được. Được.
tin chị Phương Mương ngày hôm nay đi mượn tiền chị Thanh Trần. Trời ơi. Ủa alo. Chị Phương Mương tới vậy luôn á, không ngờ là chị Mương tới vậy luôn. Ủa vậy mà chị giả mà sao chưa mượn em chị giết chị dữ vậy em gái. Em thấy yêu. Em mới buồn. Chị mượn tiền em chỉ vậy thôi. Trời ơi đi ăn đi uống bao em quá trời rồi ha. Alo nghe không rõ. Alo khúc này nghe không rõ. Alo. Alo alo bắn tiền nha. Chuyển số tài khoản nè. Ờ biết rồi đúng không. Alo kìa bài nha. Trời ơi, bọn không có nhiêu tiền mà nó chửi quá vậy chửi. Ủa sao từ vụ mượn tiền chuyển qua Suga khắc khẩu vậy? Rồi đâu ra cái biệt danh Phương Minh thành Phương Mương vậy? Trời ơi, còn nhiều tin khác nữa anh, nó đặt em nhiều thơ lắm luôn. Mà nó còn đăng lên trên chợ, nó bêu ra từ chị Phương Miên, Miên, người Miên á. Miên, ờ. Em đen quá. Trời đó. Miên. Ghê ha, Phương Mương là do bữa em đi Cần Giờ, em té ao. Té Mương. Đúng, thành Phương Mương. Chập tới giờ luôn. Dạ, wow. Ủa, đâu có chập. Hay ha. Một cuộc nói chuyện rất thú vị. Vậy là một đời đó mọi người. Không có được á. Ủa? Mà thôi. Nhưng mà dù sao là cũng rất là dễ thương, rất là vui. À, như vậy là coi như hoàn thành được thử thách. Và thử thách cuối cùng này là của anh. Đương nhiên là chân anh không tới rồi. Biết chưa mà. Anh nói bữa giờ anh nhà anh mời chị tập thể dục thể thao đúng không? Chương trình cho cơ hội anh ở đây tập thể dục thể thao rồi đó. Tăng cường sức khỏe. Squat 10 lần. Trời ơi. Mười lần hơi ít đó mọi người. Hồi nãy giãn cái chân ra. Ông con trai mà. Vậy hả? Một. Đúng rồi, mình thể dục thể thao mà. Ba. Mọi người ở nhà nhớ cố gắng là khỏe. Thể dục thể thao như thế này để có một lần sức khỏe dồi dào nha. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Em thấy nó chưa đúng anh ơi, làm lại ơi. Thôi con lại mẹ xuống. Con lại mẹ. Phải xuống đi xíu lên nữa mới. Con có tuổi rồi, trời ơi. Xuống cái gì nữa, xuống lòng đất nằm luôn đó. Xoạt, giãn. Rồi giờ còn squat nữa. Kính thưa quý vị, trong 6 cái thử thách thì 3 lá phiếu là thưởng. 1 thưởng bánh, 2 thưởng nước. 3 là thưởng quyền trao thử thách cho đối phương. Thì Hoài Đại Bơ đã có 2 cái thưởng. Trời ơi thiệt á, bữa nay sao á, màu vàng chứng tỏ huy hoàng nữa, em mặc áo này hay sao á. Em bước ra đường nhưng không ai đổ em anh ơi. Em bước con gái nhưng phải vậy. Em bước hai chân. Em nhảy ra khỏi cửa. Em tuổi thỏ hả? Em ngồi anh, em phơi dữ lắm. Ghê thiệt. Như vậy là lần đầu tiên trong đời em được thắng hat-trick luôn mọi người ơi. Mà cũng có thể là do may mắn thôi. Hoặc là cũng do bàn chân của cô ấy bước ra khỏi nhà bữa nay. Không sao hết, quan trọng là vui. Chứ giờ thắng hay thua cũng đâu có gì đâu sợ. Chỉ có hình phạt thôi. Xin mời hình phạt. Ủa? What? Trước khi tạm biệt nhau, chúng ta sẽ dành tặng cho người chiến bại ngày hôm nay. Đó chính là Phương Miên. Một hình phạt, một phần thưởng đi. Đây là trải nghiệm đầu tiên trong đời của mình. Chúng ta đều là những tấm chiếu, phải trải qua từng ngày thì mới trưởng thành lên được. Dũng cảm lên, hoặc trầm cảm hơn. Em thấy hào hứng quá nè, em đang rất là hào hứng luôn. Mọi người thấy mặt em hào hứng không? Em biết cái này là gì không? Chiếu quấy tai á anh. Không phải, đây là máy tự massage. Anh không thể nào massage cho em được, anh phải tự massage cho em. Ở trên này có một cái đồng hồ. Đây là số 0. Nó tới cái 10 level là, không, 9 level. Mà anh nghĩ là cái mức độ của em là sẽ là 1, 2, 3. Em sẽ có 3 lần chạm lên 3 vị trí bất kỳ trên cơ thể của mình mà phải đụng dao vô da. Chứ mà đụng vô quần áo nó không có tác dụng gì hết. Thì nó massage được. Dạ. Ở lần đầu tiên em sẽ được, là Em được chọn vị trí em bước 1. Rồi đó, bước 1. Em được chọn vị trí là anh yêu cầu vị trí của em. Em muốn sao cũng được, tùy em. Em đầu ngón tay mọi người. Thử ơi. Ôi, nó giật điện rồi. Thử ơi, thử lại coi. Ôi, ôi. Nãy nó giật nè. Nó giật. Không. Hai người đứng là cạnh nhau không bao giờ giữ nè. Mọi người ạ. Ủa này mắt sao thiệt các mọi người. Đúng. Mắt sao sao giật kiểu vậy. Và bây giờ sẽ là mức thứ hai. Ở chỗ thứ hai không còn là đầu ngón tay nữa. Chỗ khác đi. Chỗ khác đi. Không có tay nữa. Bước ngay cái cần cổ cho nó méo luôn em. Cái cổ ấy mọi người. Tự xử đi. Tới chưa. Anh thử lần. Ủa đâu có gì đâu. Ủa anh thử lần. Không có giật. Biết sao không? Tại vì anh không có đụng người em. Mà bây giờ anh mà đụng người em nè. Là anh chứ không giật luôn. Cái này rẻ anh. Rồi bây giờ cái cuối bằng lên bước ba. Bước ba giờ em chị em ở đâu giờ ta? Em chở chị. Em biết ngay cái thái dương do anh làm xỉu luôn. Trời.
Em thấy ma má mẹ quá trời. Nói gì nè. Thử anh thôi. Được rồi. Thôi, thôi. Không dám người đâu. Đã lắm. Em nói lạ lắm, đã lắm. Đây. Thử ơi, thử ơi, bước 5 là phải thử cho tới mức 9 mức cao nhất. Đè du bạn của dám. Trời, nó giật cái bưng luôn á em. Mức 3 đã bưng lắm rồi đó anh. Ôi đâu anh. Bắt tao một cái. Bắt tao một cái. Trời ơi, mất bao là em thấy em muốn khiến. Tự tin lên. Để chúng vô. Ta làm được. Đe du bạn có dám. Em có gì không? Không. Thôi thiệt hả? Trời, nó giật mưng mưng luôn á mọi người. Trời ơi, cái này lưỡi hại. Ôi giời, ôi giời. Đi đêm á, cầm này theo. Trời, những ngành nó chích này. Không, đúng tự, rồi. Mình tự chích mình. Không, cái này cũng được á anh. Ở ngoài khuyến cáo không được mang những cái chất nguy hiểm ở ngoài đường. Nhưng mình có cái này tính ra nó cũng... Ê, nữa. Như vậy là đề dương ngày hôm nay cũng đã khép lại với cái phần không biết là hình phạt hay phần thưởng dành cho MC và khách mời. Em tới rồi nè. Em có mặc áo mà không? Tìm tình yêu đích thực những ngoài đời một trời một vực với profile với tính năng EKYC xác thực hình ảnh pickable cho bạn smart thật sẽ chi thật.